Trang bị của mốt lần này đặc biệt như vậy, con gái của công ty tôi ai cũng đều đặt mua hết. Sập báo với nhà tôi bán hết hàng, tôi phải chạy qua kế bên mới mua được đó. Khu tôi ở thì khác nha. Gina đang dẫn trước đó. Ảnh biệt của Phoebe ai thấy cũng động lòng thôi. Lần này phá sản rồi, tôi mua cả hai quyển luôn rồi. Nghe nói hôm nay sẽ có bản báo cáo lượng tiêu thụ đầu tiên, mọi người đón xem quyển sách nào sẽ thắng. Tôi cảm ơn. Tôi chọn Gina. Tôi ủng hộ giáo chủ. Tôi ủng hộ Phoebe. Sleeping Beauty bỏ phiếu cho Moss, giáo chủ tất thắng. Anh làm gì vậy Lê Chí Toàn? À, tôi nghe nói cô muốn đấu lượng tiêu thụ với người ta, cho nên tôi mới kêu đám hàng xóm ủng hộ. Ê nè, 20 cuốn này là chú Dân Hải, 25 cuốn này là dì Hà. Bên dưới có 30 cuốn là của người dân, còn có 4 cuốn á cho mấy đứa nhỏ nữa nha. Tôi ở tiệm game vụ tụi nó đó. Số còn lại tôi quét hết cho cô luôn. Anh không phải thật sự tưởng là mua có mấy trăm quyển sách là có thể gây ảnh hưởng tới lượng tiêu thụ đó chứ. Nhưng mà cảm ơn anh nha. Ê, đừng nói vậy mà. Ê, lần này tôi giúp tiền giúp sức nhiều như vậy, trận chiến thế kỷ này chừng nào mới có kết quả vậy chứ? Tụi tôi và Gina đã bán sách được một tuần lễ rồi. Tối nay sẽ có công ty phát hành tới công bố tình hình tiêu thụ đợt đầu tiên này thôi. Ồ, bán được một tuần lễ là định sinh tử rồi hay sao? Không phải cô còn 3 tuần để bán sách hay sao chứ? Tạp chí tháng, chủ yếu là bán trong tuần lễ đầu tiên thôi. Trong nửa tháng còn lại, thật ra cũng đã không bán được thêm bao nhiêu đâu. Vậy tức là hôm nay sẽ biết bán được bao nhiêu quyển Moss trên toàn Hồng Kông rồi? Ở Trung Hoàng, Dịn Nhỏ, Dịn Đồng La, Chim Sa Chủy, Dường Giác, Sa Điền chính là 6 điểm nóng bán sách chính. Chỉ cần ta biết được con số tiêu thụ của 6 khu vực này thì ta liền có thể chắc chắn rằng người thắng của kỳ sách lần này rốt cuộc là Gina hay là Moss đó. Vậy sao? Vậy tôi phải lập tức kéo thêm mấy phiếu cho cô rồi. Alo, Đại Phi, tao Toàn đây. Lê Chí Toàn nè, thằng Lê Mập đây. Nếu như mày coi tao là anh hai thì giúp tao hút thêm vài quyển tạp chí Moss của Gen đi. Có bao nhiêu hút bấy nhiêu nha. Đúng vậy, mày chỉ cần mua ở Dưỡng Giác được rồi, đừng đi chỗ khác. Matt, cô Kỷ chào buổi sáng. Đã nói gọi tôi là Vinci rồi. Sao rồi, về đây được cả tuần, sao cô có vẻ không có tinh thần lắm vậy? Tôi không biết phải nói gì nữa. Vị trí của tôi vẫn vậy thôi, việc tôi làm vẫn như vậy. Nhưng tôi cứ cảm thấy là thái độ của họ với tôi không như trước nữa. Chẳng hạn như Ada đó, mỗi lần cứ tôi làm việc á cũng nói cảm ơn hết. Nhưng mà hồi trước á đâu có đâu. Cô nhạy cảm quá thôi. Tôi cảm thấy không phải vậy, đặc biệt là Jen đó. Tôi cứ cảm thấy bây giờ cô nói chuyện với tôi á hình như có chút rất không khách sáo, có khi á còn không chịu gọi tên của tôi nữa. Quay, làm ơn lấy miếng ghi chú giúp tôi đi. Quay, làm ơn mua hộp cơm trưa giúp tôi nữa. Tôi hiểu cô nghĩ gì. Cô cảm thấy cô chính là ân nhân cứu mạng của tôi đó. Nhưng cô ấy lại không nghĩ thử xem, hồi trước lúc tôi giúp cô ấy nhiều như vậy, tôi cũng đâu có kêu ê ê gì đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, càng nghĩ càng phiền. Cô phải nhớ, bây giờ chỉ là thời kỳ quá độ. Đợi bên Mosger chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chiếc ghế biên tập chờ cô ngồi. Cảm ơn cô Kỷ. Là Vinci. Cảm ơn Vinci. Phải rồi, hôm nay trận chiến của các cô với Gina chắc cũng có kết quả rồi phải không? Cô thấy thế nào? Tất nhiên là muốn bên Moss thua rồi, còn phải thua tới càng khó coi càng tốt. Vinci à, cô thấy sao? Hôm qua tôi cũng cho là giáo chủ sẽ thắng, nhưng sáng nay tôi nghe Ivy nói bên tổng công ty của Gina muốn làm cả hai kèo. Họ đổ một khoản tiền để mua lại sách, nói kỳ này nhất định phải thắng Moss. Tôi thấy giáo chủ không dễ thắng vậy đâu. Vậy tốt rồi. Anh ấy vì trang bị của Jen khiến trận chiến này phải thua. Tôi muốn thử xem anh ta làm sao ăn nói với hội cổ đông đây. Tại sao lâu vậy vẫn chưa có kết quả? Chắc cũng gần có rồi đó. Tôi nghe đây, anh có thể báo số liệu rồi. Con số của Gina ở Trung Hoàng 25.800. Đúng. Còn Dịnh Nhỏ là 17.200. Dịnh Nhỏ 17.200. Chim Sa Chủy 19.500. Dưỡng Giác 21.300. Dịnh Đồng La 22.800. Sa Điền 17.400. Tổng số là 124.000 quyển. Với tổng lượng tiêu thụ của Moss kỳ trước vượt hơn 20.000 quyển. Vậy con số bên Moss thì sao? Anh nói gì?
có thể nói lại lần nữa không? Anh chắc chắn chứ? Được rồi. Anh này, Martin, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao chưa báo số liệu đã cướp máy rồi? Vậy số liệu của Moss chúng ta rốt cuộc là bao nhiêu hả? Vậy là ý gì hả? Moss chúng ta ở 6 điểm tiêu thụ hàng đầu đã phát hành 155.000 quyển, toàn bộ đều bán sạch hết. Hay quá. Không sao hết, mọi người đừng không vui như vậy nữa. Đây chính là một trận chiến lâu dài mà. Trận chiến vẫn chưa đánh xong đâu. Mọi người hãy đem tâm trạng đặt vào kỳ sách sau đi. Ok. Thật không ngờ sức ảnh hưởng của quà tặng Grammy lại lớn như vậy. Nếu như không, tôi không nghĩ ra tại sao có thể thắng Gina tới 20.000 quyển. Cô cho lần này chúng ta thắng là vì quà tặng kèm của Grammy sao? Không lẽ trang bìa cái gì cũng không có mà có sức hấp dẫn lớn vậy sao? Phải. Nếu không có trang bìa này, mỗi lần này thắng không nổi. Tôi không ngờ là mắt nhìn của giáo chủ lại chuẩn như vậy. Một chút kinh nghiệm biên tập gen cũng không có. Nhưng thứ mà một biên tập đã làm mười mấy năm ở đây không dám nghĩ tới, cô ta lại nghĩ ra được. Tôi thấy Mosger cần có một nhân tài như vậy. Cái này là may mắn thôi, đúng lúc cô nhóc đó nghĩ ra được thôi. Thật ra tôi cảm thấy... Cô nghĩ vậy là sai rồi. Nếu Mosger không có loại tân binh như vậy, kết cục cũng sẽ giống hệt 4 năm trước thôi. Over. Vậy có phải cô muốn tôi một mình nói chuyện với Jen không? Cô còn chưa thấy rõ sao? Jen không chỉ trung thành với Moss mà cổ còn trung thành với giáo chủ. Cổ là mục tiêu thứ hai của tôi. Mục tiêu thứ nhất của tôi là người bên cạnh của ta. Ai vậy? Francis. Nếu như làm luôn ca tối cũng không đủ, cô nói với xưởng in ấn kêu họ mở luôn ca thứ ba. Tóm lại hôm sau, đợt sách thứ hai của chúng ta phải xuất bản được mới thôi. Tôi hiểu rồi, lát nữa tôi gọi cho bên phát hành kêu họ thêm một tổ nữa để phát hành sách. Cứ vậy đi. Tìm tôi có gì không? Phải đến tổng biên. Tôi cố tình tới là muốn nói lời cảm ơn với anh. Nếu như không phải anh đồng ý, trang bìa của tôi cũng không thể xuất bản được, nên cảm ơn anh. Cô không cần cảm ơn tôi. Trách nhiệm của tôi chỉ là đem thứ tôi cảm thấy tốt nhất đặt vào trong quyển tạp chí mà thôi. Cô nên cảm ơn bản thân cô. Lần này cô thật sự đã làm rất tốt. Weldon. Cảm ơn. À, tổng biên à, hôm qua tôi ở nhà có làm một ít bánh quy. Anh có thể ăn thử. Daniel, cô cũng ăn thử đi. Cảm ơn. Không làm phiền nữa. Tôi cũng ra ngoài trước đây. Daniel à? Cô ăn đi. Tôi không ăn đâu, anh đã dành ăn đi. Daniel à? Cô giúp tôi nói với bên bộ phận nhân sự, tôi định sẽ thăng chức một người. Ok. Derek, có còn nhớ lần trước anh từng nói với tôi là nói chúng ta làm ngành này quan trọng nhất là không phải kinh nghiệm, không phải siêng năng mà là thiên chức và thiên tài. Lúc trước thì tôi không tin đâu. Nhưng mà bây giờ tôi tin rồi. Bởi vì bên cạnh tôi hình như thật sự đã xuất hiện thiên tài rồi. Thăm Darius sao? Có phải là tới báo tin vui? Nó không ấy biết là anh làm thế nào đánh đo dán Rina chúng tôi phải không? Các cô đâu có thua đâu. Lượng tiêu thụ kỳ này của các cô đã phá bỏ kỷ lục trước đây của chúng tôi rồi. Thắng không được Boss thì tức là thua. Tôi tiền có nhiều hơn anh và người cũng nhiều hơn anh nữa, nhưng mà vẫn phải thua dưới tài của anh. Xem ra một ngày còn Boss ở đây, Rina chúng tôi vẫn xếp thứ hai thôi. Tôi mong là lời này cô nói là lời thật lòng. Sớm chấp nhận được sự thật này, dù là đối với cô, thậm chí đối với Gina cũng là một chuyện tốt. Tôi biết anh nhất định sẽ rất giận tôi. Lạng chính là người bạn tốt của anh, Moss chính là tâm huyết của anh. Nhưng mà tôi không thể nào dừng lại được. Mấy ông người Mỹ đó đã không còn kiên nhẫn tiếp tục đợi rồi. Trận chiến này dù thế nào cũng phải phân thắng bại, có một trong hai được sống thôi. Nếu như Gina thua,
đám người Mỹ đó sẽ đem Rina bán đi. Anh nói tôi ích kỷ cũng được, và nói tôi có lỗi với anh cũng được. Tôi dù thế nào cũng phải hy sinh anh Lãng. Giáo chủ Trào Lưu không còn ở Moss, trận chiến này tôi mới có thể thắng được. Nè, mọi người mau tới xem, bộ phận nhân sự đã ra thông báo trên trang web của công ty. Thằng Danh Linh làm biên tập đó. Anh làm gì vậy? Cái gì cô vậy? Nè, bây giờ chúng ta ngang hàng nhau, đừng cái gì cũng nói tôi làm biên tập, bắt tôi quyết định nữa nha. Không ăn mừng không được nha. Thời gian địa điểm á, ăn cái gì tôi quyết định. Chúc mừng cô Danh. Có lẽ cô chính là người được thăng làm biên tập nhanh nhất. Có phải cô đã sớm biết không vậy? Không phải đâu, tôi cũng là vừa mới biết thôi mà. Chúc mừng cô. Chúc mừng cô nha Danh. Thật sự thì tôi phải cảm ơn mọi người. Từ trước tới giờ mọi người đều đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu như không phải vậy tôi cũng không thể thăng liên tập nhanh vậy được đâu. Cảm ơn nha. Mọi người xem thông báo trên mạng rồi phải không? Sau này Phan và Jen hai biên tập sẽ phụ trách một tổ. Trước khi tìm được trợ lý cho bọn họ, Mép và Phương Phương phải cực một chút, phải giúp luôn phần của không họ. Không vấn đề gì. Được thôi, có gì cần tôi giúp cứ việc lên tiếng đi, đừng khách sáo. Chà, sao cô khách sáo vậy Mép? Nè đi ăn mừng đi. Ăn mừng gì đây ta? Tôi là Diệp Lãng, bây giờ tôi không thể trả lời điện thoại được, mời để lại tin nhắn. Alo, tổng biên, tôi là Giang đây. Cảm ơn anh nha. Từ ngày Diệp Lãng bày ra nhiều chuyện để tuyển Giang, ai cũng biết cô ta cũng sẽ lên chức thôi. Nhưng cũng hơi sớm rồi đó. Giáo chủ Thiên Dị là ai cũng thấy được hết. Tôi thực sự là không ngờ là anh ta Thiên Dị tới ra mặt, đúng là quá quắc mà. Giang may mắn đụng đúng được cái trang bìa đó, anh ta mượn gió bẻ măng thăng chức cô ta. Tôi là 12 kỳ sát rồi, gấp 6 lần Gen đó. Chuyên mục của tôi cũng là quả trang bìa là trang đầu mà. Cô nói đi, anh ta muốn thăng chứ không phải thăng tôi trước chứ. Vinci à, hay là cô xin phép đưa tôi qua Mosger sớm hơn đi. Thật sự tôi không muốn ở lại đây làm việc cho Gen đâu. Tôi hiểu cô nói gì, nếu là tôi cũng không vui. Nhưng bây giờ lời nói của tôi vẫn chưa có trọng lượng, cho tôi chút thời gian được không? Tôi vừa nghĩ tới từ ngày mai trở đi, tôi phải để cho Gen chỉ trỏ trỏ tôi. Tôi không qua được ải của chính mình một ngày cũng không được. Có một số thứ đừng để trong lòng, không thích thì nói ra thôi. Có ai thích để người có năng lực thấp hơn mình đè đầu chứ? Rõ vậy mà. Cô Kỷ à, mấy, tôi và Gen đã quyết định sách về sau là đề tài kính râm. Ở đây có một số tài liệu về mắt kính, cô đem về coi đi. Cô vừa nói với tôi cô không muốn làm việc cho Gen. Không cần sợ, có gì cô nói với anh. Phải đó, cô có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi. Anh Bang à, tôi không muốn làm trợ lý của Gen đâu. Tôi không qua được ải của chính mình. Năng lực tôi không kém cô ấy, kinh nghiệm không ít hơn cổ. Tôi không phải trách cô ấy được thăng chức sớm hơn tôi. Tôi thừa nhận tôi không may mắn được với cô ấy. Có một giáo chủ Trào Lưu bắt cầu trải đường cho cô ấy. Tôi cảm thấy là có một số chuyện không công bằng gì hết. Nếu như anh thật sự phải ép hai chị em tôi tiếp tục làm việc với nhau, tôi biết được là chúng tôi sẽ làm không vui vẻ gì đâu. Cô nghĩ nhiều rồi. Gen cổ sẽ không nghĩ vậy đâu. Cổ sẽ không coi cô như người ở mà sai đâu. Tôi không biết cổ nghĩ như vậy không, nhưng mà tôi có đó. Anh coi như tôi nhỏ mọn đi, cứ xem như có cái gai trong lòng của tôi đi. Anh cũng không muốn nhìn thấy hai chị em chúng tôi vì công việc mà dẫn tới cãi nhau mà. Được rồi, tôi sẽ nói với cô ấy. Ở bên Ada có rất nhiều việc, hay là cô qua bên đó giúp đỡ đi. Cảm ơn Phan. Anh có thể đừng nói với Gen chuyện này không? Tôi làm việc trước đây. Frank, tối nay anh có rảnh không? Có chuyện gì? Tôi biết bây giờ muốn nhóm của các anh viết bản thảo cho tôi không đúng lúc cho lắm, nhưng tôi sợ bên chúng tôi không thỏa mãn được yêu cầu của khách. Anh giúp tôi một lần đi. Không sao đâu, tôi đâu phải lần đầu tiên viết bản thảo cho AM đâu. Tối nay tôi có hẹn với người khách ra bàn quảng cáo, anh có thời gian thì cùng đi. Được thôi. Sao tìm em gấp vậy? Anh muốn em giúp anh ghi âm vài câu. Tóm lại, em nói giống như anh là được rồi. Là chuyện gì? Anh nói rõ một chút có được không? Em đừng có quan tâm làm gì. Tóm lại em nói giống như anh là được rồi, được chứ? Nghe rõ đây, Fran thực chất không có thể nào
có thể ra làm lại. Anh ta đã bị thị trường đào thải từ lâu rồi. Cho Phan nên là... liên quan gì chứ? Sao phải ghi âm mấy cái này hả? Hình ảnh của em và anh đã bị kỹ dân dân chụp lại được rồi. Ai không muốn có chuyện với vợ? Em cũng không muốn công ty của em bị ảnh hưởng mà. Tóm lại cô ta kêu chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm theo. Bây giờ cô Hồng chúng ta đã bị cô ta nắm lại rồi. Người đàn bà đó muốn cái gì đây? Hôm đó anh chỉ là suy nghĩ kéo Diệp Lãng đi xuống, tính toán qua lại. Ai ngờ tính thiếu con bà Tám đó. Tóm lại Fan không thể quay lại công ty của em được. Em đừng nghĩ nhiều nữa. Em nói thôi anh một lần nữa là được rồi. Nghe rõ đây, Fan thực chất là không thể nào có thể quay về lại được. Anh ta đã bị thị trường đào thải ra rồi. Cứ để mặc anh ta ở Moss tự sinh tự diệt, ở được bao lâu thì bao lâu. Anh Diệp, anh cảm thấy số áo này như thế nào? Được rồi, tôi sẽ để dành mấy trang cho anh. Tôi sẽ kêu biên tập của chúng tôi liên lạc với anh sau. Cực cho mọi người rồi, có thể ra ngoài thay đồ, cảm ơn. Tạm biệt, tôi có thể nói riêng với anh vài câu được không? Tôi ra ngoài sắp xếp áo lại cái đã. Có chuyện gì? Tôi đang rất gấp. Tôi rất muốn nói với tổng biên một lời xin lỗi. Trước đó chuyện tôi chụp trang bị cho Gina đã làm cho anh nhiều phiền phức. Tôi xin lỗi. Xong rồi phải không? Martina, thay tôi thông báo cho Daniel kêu cô ấy tìm biên tập đi phụ trách những trang của số áo này đi. Được rồi. Tổng biên, tôi muốn hỏi tôi có cơ hội để chụp hình cho Moss nữa không? Bất cứ người mẫu nào giúp Gina chụp hình qua Moss đều sẽ không dùng tới. Cô, sau này cũng đừng hòng chụp hình với Moss. Tổng biên, tổng biên, anh tin tôi đi, tôi hứa với anh, sau này tôi không chụp hình với những tạp chí khác nữa, cả Gina cũng không chụp. Tôi biết là Gita tìm người bên Mỹ để điều tra lý lịch của anh, cô ta muốn tìm người bôi nhọ anh, muốn lật tẩy anh. Anh tin tôi đi, tôi thật sự đứng về phe của anh đó. Tạm biệt. Gita đã thua ván đầu tiên, xem ra ván thứ hai cô ta muốn dùng tài liệu đen với anh rồi. Yên tâm, tôi đã liên lạc những người bạn ở bên Loset, họ sẽ trông chừng giúp tôi. Cậu và James giúp tôi để ý tới kỹ dần dần. Tôi tin rằng cô ta nhất định đang làm cái gì đó phía sau. Cô ta cũng có lãnh địa của mình rồi. Tôi nghĩ là cô ta sẽ không để ý tới Moss nữa đâu. Làm tạp chí chỉ còn lại bao nhiêu người tôi biết rất rõ. Cô ta muốn không hơn không kém với Moss. Cô ta nhất định tìm người bên cạnh chúng ta. Được rồi, tôi sẽ canh chừng kỹ hơn cho. Anh có một tin nhắn. Alo tổng biên, tôi là Jen nè. Cảm ơn anh nhiều. Tôi muốn nói với anh là tôi hứa với anh, tôi nhất định sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Tóm lại sau này ở trong Mod có hai chữ Diệp Lãng này, cũng sẽ có ba chữ Trương Dực Ninh này. À Frank, qua đây. Giới thiệu với anh, John Chen, tổng giám thị trường của Normal. Xin chào anh Trần. Ồ, biên tập của Mod có phải không? VC đã giới thiệu anh với tôi rồi, đây ngồi. Tôi xem trọng nhất chính là những thanh niên trẻ có tài năng giống anh. Không biết anh Trần có suy nghĩ gì về quảng cáo sản phẩm của anh hay không? Mấy chuyện quảng cáo tôi không có hiểu lắm. Tóm lại anh giúp tôi làm xong được là được rồi. Tôi rất tin tưởng ở anh và Vinci. Lúc nãy John nói là rất thích trang bị của anh ở kỳ sách này, rất là có sáng tạo. John, anh yên tâm, khi Mosger chính thức ra mắt, tất cả quảng cáo của Normal của anh đều sẽ do Frank toàn quyền phụ trách. Tôi toàn quyền phụ trách. Vinci, có phải anh Trần có hiểu lầm gì hay không? Không hiểu lầm. Cả hai là người một nhà, nhân sự qua lại là chuyện bình thường thôi. Tôi sẽ nói với tổng biên của anh, thì anh có thể qua bên tôi giúp đỡ rồi. Nè, đây là thông tin về sản phẩm mới nhất của Normal. Anh mang về xem có ý tưởng gì không? Người khách lớn nhất là do anh theo đó. Anh có nghe tôi nói được hay không? Tôi có lợi dụng anh thật, mượn thân phận biên tập ở Moss của anh để giúp tôi. Nhưng anh dừng lại nghe tôi giải thích có được hay không? Muốn tìm quảng cáo có sách mới không dễ dàng đâu. Tôi có hứa với họ phải tìm một số lượng quảng cáo cố định Mosger mới có thể ra sách được. Anh cảm thấy tôi đang lợi dụng anh, nhưng tôi đang giúp đỡ anh, và đồng thời anh cũng đang giúp bản thân anh nữa. Chỉ cần Mosger ra mắt được thì anh mới có thể làm được những gì anh thích. Thật chất Friend không thể nào có thể làm lại được. Anh ấy đã bị thị trường đào thải rồi. Không phải tôi muốn giúp anh ta là giúp được đâu.
tôi có tìm dịp lãng thương lượng qua rồi. Lúc trước, thật sự tôi có nghĩ qua, cái tin đồn đó sẽ từ từ nhạt theo thời gian. Tôi còn tìm thấy mấy hàng sản phẩm tìm hiểu thử nữa. Họ đã không còn hứng thú với Friend nữa. Những gì tôi có thể làm, chính là để anh ta ở Boss tự sinh tự diệt, để được bao lâu thì bao lâu. Ở đâu mà cô có đoạn ghi âm này? Sáng nay gọi cho Martha bàn chuyện của anh. Tôi bàn công việc đều có thói quen ghi âm lại. Tôi đã suy nghĩ có nên cho anh nghe đoạn ghi âm này hay không. Nhưng tôi thấy anh có quyền biết chuyện này. Jenna, đây chính là thông tin của mắt kính trăm tuổi tải xuống rồi đó. Cô xem dùng được không? Cảm ơn Phương Phương. Không cần. Jenna, thật ngại quá. Tôi chưa làm xong hết công việc của tôi, không thể giúp cô được đâu, xin lỗi nha. Khùng hay sao? Mỗi tổ chỉ có hai người thôi. Phương Phương xem như một nửa. Tôi ở trong bộ phận biên tập này là có nhiều người nhất rồi đó. Yên tâm đi. Đừng nói là hai nhóm, ba nhóm tôi cũng còn được nữa. Cô ngáp luôn được gì ba nhóm. 12 giờ rồi đó. Hai cô về trước đi, tôi tự mình làm xong mấy việc này sẽ về liền. Được rồi, vậy được rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Có biết từ nhỏ tới lớn tôi là loại người gì không? Tôi đi học ở mức trung bình. Tôi vận động mức trung bình. Không có sự nghiệp gì. Không có chuyên môn gì. Trước giờ chưa có ai khen qua tôi. Nhưng khi tôi có suy nghĩ, rốt cuộc tôi có phải là vô hình không? Thực chất không có ai sẽ nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ là cả đời này của tôi cũng sẽ qua một cách bình thường. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp, không ngờ tôi lại vô tình đi vào công ty của Martha. Ở trên sân khấu, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có người nhìn thấy tôi, cho tôi tràn pháo tay. Thực chất tôi chưa từng nghĩ sau khi tôi xuống sân khấu sẽ thành ra thế nào. Tôi không ở trên sân khấu, tôi chỉ là một phế nhân, là một người vô hình. Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh. Martha thông đồng với Diệp Lãng, họ muốn để anh ở Moss mãi mãi. Nhưng anh nghe tôi nói, chưa tới đường cùng đâu, vẫn còn cứu vãn được. Qua bên Moss Girl giúp đỡ tôi. Moss là chỗ của Diệp Lãng, anh ta quyết định hết. Chỉ cần anh qua bên chỗ của tôi, Martha và Diệp Lãng cũng không cản đường anh được đâu. Tôi hứa với anh sẽ tìm cách giúp anh ra lại ngoài đó. Tin tôi đi. Tôi cho hai ngày chỉ tìm được mấy thứ này thôi sao? Mấy thứ này ở trên mạng cũng đọc được vậy.
Diệp Lạc nói hết trong cuộc phỏng vấn rồi mà. Cô biết tôi cần cái gì hay không vậy? Những gì có thể tìm được tôi tìm hết rồi. Còn những gì của anh ta ở bên Mỹ, tôi lên mạng tìm cũng hỏi qua rất nhiều phóng viên nhưng mà không ai biết. Chúng ta có cần tìm thám tử Tư điều tra giúp không? Cô hãy lập tức bay qua bên New York đi. Tôi muốn biết rằng nguyên nhân thật sự mà Diệp Lãng rời khỏi Closet. Bây giờ mấy giờ hả? Cô dám nói với tôi bây giờ mới ngủ dậy, có phải muốn tôi làm luôn công việc của cô không? Cho cô nửa tiếng nữa, nếu không về đây được thì sau này đừng về nữa. Joe à, cô đừng giận Phương Phương nha. Cô ấy tăng ca giúp Jen tới gần 12 giờ lần đó. Tôi xin lỗi nha. Cô thích thì kêu Phương Phương làm việc cho một mình cô cả ngày luôn đi. Dù sao cô cũng là người được giáo chủ xem trọng lắm mà. Cô à, tôi xin lỗi nha. Tôi biết Phương Phương là người của nhóm cô, tôi không nên kêu cô ấy làm giúp tôi. Tôi hứa với cô, tôi sẽ không kêu cô ấy làm giúp tôi nữa đâu. Nè, tôi không có nói là không đồng ý đâu nha. Là tự mình cô nói thôi đó. Đừng có mà nói cái gì ở trước mặt của giáo chủ đó. Tôi hiểu rồi. Thật ngại quá Jen, cái tờ giấy này lúc nãy tôi không cẩn thận làm rớt đó. Nè, Sissy à, tại sao ở trên cái tài liệu này viết là người phụ trách khách hàng của Mosger là Phạm Quốc Bang? Tôi cũng không rõ cho lắm, nhưng mà cô Kỳ nói là người phụ trách người khách này là Frank. Tôi gõ theo ý của cô ấy thôi. Không nói với cô nữa, tôi quay về làm việc trước. Alo Jen, có chuyện gì? Bang à, tôi có việc phải làm. Cô có chuyện gì có thể nói nhanh một chút không? Tôi muốn nhắc nhở anh, tối nay chúng ta có hẹn ăn cơm với Matt và Phương Phương rồi. Kêu anh đừng có tới trễ thôi. Được rồi. Friend à, thì tôi có chuyện gì sao? Tại sao anh lại không gọi điện cho tôi trước vậy? Có phải cô sẽ không cho tôi trở về đây không? Tiếp tục để tôi ở lại Moss cho tới khi hợp đồng của tôi hết hạn rồi thôi, có phải không? Anh nghe ai nói lung tung vậy? Tôi nói với anh rồi mà, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Chính là tai tôi nghe được đó. Là cô nói tôi đã bị thị trường đào thải rồi, thực chất không thể nào ra lại được. Cô còn nói là muốn tôi ở Moss tự sinh tự diệt. Mỗi một câu mà cô nói ra tôi đều nghe rất rõ ràng. Cô muốn tôi đọc ngược lại từ cuối lên đầu cũng được đó. Francis, tôi là anh, nghe xong thì xem như chưa nghe qua đi. Trốn ở trong Moss là được rồi, lên đây phá thì chỉ mất mặt anh thôi. Bà Tám, cô câm miệng đi. Tôi trở nên như vậy cô cũng có phần đó. Nè nè, các cô ra ngoài trước đi. Hôm đó cô nói với tôi là 3 tháng nữa thì tôi có thể ra ngoài. Sau khi chuyện này nhặt đi, tất cả mọi chuyện đều không đổi, thì ra tất cả là nói dối. Tôi xin lỗi Frank, cứ xem như là tôi nói dối thật đi. Anh không thể nào quay về được công ty của tôi đâu. Nếu như anh cảm thấy đánh tôi thì lòng của anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không ngại bị anh đánh đâu. Đăng ký nhập viện. Bác sĩ vừa mới kiểm tra Daddy xong. Tình trạng sức khỏe vẫn bình thường, nhưng vì anh ấy hôn mê quá lâu rồi nên tinh thần có một thời gian nữa mới khôi phục được. Daddy, Diệp Lãng đi. Anh cảm thấy sao hả? Chắc là ảnh nghe thấy được đó. Nhưng mà cơ năng vẫn chưa thể khôi phục lại thôi. Anh nói chuyện với Darius đi. Tôi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ đây. Tôi có hai chuyện muốn nói cho anh biết. Thứ nhất, trong thời gian anh hôn mê,
tôi đã tới với Sita, nhưng sau đó chúng tôi chia tay rồi. Hơn nữa còn là kẻ thù. Thứ hai, việc tôi hứa với anh, tôi đã làm được rồi. Lượng tiêu thụ kỳ này của Moss đã vượt qua 150.000 cuốn. Nếu tôi là cô, đâu cần suy nghĩ chứ. VC nói rồi, chỉ cần cô chịu qua bên chúng tôi, tiền lương sẽ gấp đôi đó. Xin lỗi cô Ivy, làm phiền cô đó là trái cô kỳ giúp tôi nghĩ không giúp được cổ. Cô nghe tôi nói trước đi, cái bây giờ chúng ta đang nói không phải chỉ là tiền, còn có quyền nữa. Nói thật lòng nha, ở bên Moss, Diệp Lãng chính là ông vua. Đừng nói là trang bìa, cho dù là một chữ thôi anh ta cũng đòi quản. Nhưng qua tới bên chúng tôi thì khác. Cô có quyền tự do tuyệt đối. Tôi đảm bảo cả ban biên tập do cô quản lý hết. Chỉ cần có việc gì nói với tôi một tiếng là được rồi. Cô nói xong rồi phải không? Tôi phải xuống dưới làm việc đây. Daniel, rốt cuộc cô đang suy nghĩ gì? Cô biết mà, cô ở mốt là không thể phát huy đâu. Diệp Lãng kêu cô đi thì cô không dám đi, kêu cô sủa cô không dám sủa. Nói thật nha, bây giờ cơ hội tốt như vậy sao cô lại bỏ qua? Có phải cô có vấn đề gì không? Bây giờ người có vấn đề không phải là tôi, là cô. Tôi âm hết bị Diệp Lãng đè đầu là tôi không cam tâm. Nhưng anh ta thật sự có tài. Còn cô đủ tư cách đè đầu cưỡi cổ tôi sao? Phương Phương à, cô cũng biết chọn nhà hàng đó chứ. Cô có phải muốn ghế tôi ngồi chưa đủ ấm đã làm tôi phá sản rồi hay không? Tôi đã chia theo túi tiền của cô rồi đó. Nếu như là nhà hàng tốt nhất thì tôi sợ chỉ uống rượu giang thôi cũng đủ nghèo rồi. Chúng ta mừng gian được thăng chức nào, cạn ly. Được thôi. Cảm ơn. Phương Phương à, cô uống ít thôi. Lát nữa cô uống sai rồi, ngày mai không đi làm được. Sao lại nổi nóng nữa đó. Tôi không sợ đâu, cô đứng trước mặt tôi nói tôi, còn không có người chơi xấu sau lưng tôi đó. Lại có thần thánh phương nào đắc tội với cô nữa vậy? Không phải thần thánh phương nào, chính là chị em của mình đó. Phương Phương à, cô đừng uống nữa mà, uống nữa cô lại nói năng bậy bạ nữa. Phương Phương à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là cô đã nói tôi đó chứ? Không liên quan tới cô đâu, đâu liên quan tới ai chứ. Là tôi tự xui xẻo thôi. Cuối cùng tôi cũng biết là thế nào làm ơn mắc quán rồi. Phương Phương à, tại sao cô nói như vậy chứ? Cô đừng dòng do tam quốc nữa. Tôi nói xấu sau lưng cô hồi nào vậy? Trương Dật Ninh, cô thăng chức ai là người vui mừng nhất? Là tôi. Cô nói muốn tìm người giúp đỡ thì ai giúp cô chứ? Chính là tôi. Tôi coi cô là chị em, cô coi tôi là gì chứ? Cô nói gì trước mặt dâu hôm nay vậy hả? Tôi không có. Tôi không muốn cô gì giúp tôi mà bị cô ấy chửi. Nên tôi nói với cổ không cần cho cô qua giúp tôi nữa, chỉ có vậy thôi. Cô muốn giả làm người tốt trước mặt nhiều người như vậy thì cô muốn nói gì cũng được hết. Chính miệng dâu nói với tôi, nói là cô chê tôi không giúp được gì hết, còn cản trở cô làm việc. Cô nói vậy đúng không? Tôi không có mà. Tôi chưa bao giờ nói như vậy hết. Phương Phương à, ý của Giang chắc là không phải như vậy đâu. Có thể là dâu nghe làm cũng nên. Phương Phương à, tôi xin thề, tôi chưa bao giờ nói vậy. Sao tôi nói cô như vậy được? Nè, chuyện nhỏ nhặt thôi mà, có cần phải thề vậy không? Không liên quan tới anh đâu. Phương Phương à, cô tin tôi đi, tôi thực sự không có nói như vậy mà. Người nào đúng, người nào không đúng cũng được. Cô nói một câu xin lỗi với Phương Phương thì được rồi. Tôi sẽ không nói xin lỗi đâu, tôi không có nói như vậy mà. Cho dù có người cần phải nói xin lỗi thì tôi thấy người đó là anh mới đúng. Cô đang nói gì vậy? Tôi khuyên giải thôi mà, vậy cũng đắc tội cô sao? Nè, cô thăng chức thôi, cô không phải cấp trên của tôi. Ở Mốt, tôi cũng là ngang hàng với cô. Phạm Quốc Bang, bộ anh còn nhớ anh chỉ là biên tập của Moss thôi sao? Nếu anh còn nhớ thì sao lại đi chống đối Moss làm quảng cáo cho Moss Girl chứ? Có đúng không? Mọi người đều làm chung công ty, tôi giúp quyển sách bên cạnh thì có vấn đề gì? Cô đừng tưởng tất cả mọi người đều coi giáo chủ của cô là vua mới được chứ. Có phải cô muốn cả công ty chỉ có một quyển sách, cả Hồng Kông chỉ có một quyển cô mới thấy vui à? Bắt đầu từ ngày đầu tiên khi Kỷ Dân Dân vào Moss thì đều đã luôn chống đối với tổng biên rồi. Anh đâu phải không biết Kỷ Dân Dân tạo ra một quyển sách mới chính là muốn chống đối Moss đó, chống đối giáo chủ đó, chính là việc của Moss mà. Không phải vậy mà anh cũng không hiểu chứ? Phải đó, tôi không hiểu gì hết đó. Có cô Trương là giỏi nhất, thấu hiểu mọi thứ nhất. Cô đúng là càng ngày càng giống thần tượng của cô, ngày càng giống giáo chủ trào lưu. Hèn gì mấy chị em tốt của cô cũng chịu cô không nổi. Phan à, có lộn không vậy? Anh hứa sẽ không nói ra mà. Med à, có phải cô thật sự đã nói như vậy không? Thì cô nói trực tiếp với cổ đi. Là cô nói mà, cô không vượt qua được bản thân, cô không muốn hầu hạ cổ nữa. Không liên quan tới anh. Nè Med à, chị em chúng ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng với nhau đi. Cô không muốn giúp tôi phải không? Tôi sao cũng được hết mà.
như tôi thân chứ không phải cô thấy rất vui hay sao? Đóng kịch thôi. Tôi đang đóng kịch đó. Không lẽ trong lòng của tôi thấy khó chịu thế nào, thấy không vui thế nào cũng phải nói ra cô biết hay sao? Cô hỏi bản thân của cô đi. Cô giờ Moss được bao lâu hả? Cô đã viết được bao nhiêu đề tài rồi? Nói kinh nghiệm, nói tài năng tôi và Phương Phương cũng không kém cạnh gì cô hết. Tại sao cô lại được thăng chức chứ? Tại vì giáo chủ thương cô đó. Thì đã chỉ cần thiếu một chút may mắn có thể khác xa như vậy rồi. Tôi xin lỗi. Có thể là tôi thật sự chưa từng thôi nghĩ. Thôi đủ rồi. Cô đừng giải này trước mặt của tôi nữa. Tôi sẽ không tin cô nữa đâu. Xin lỗi cô nha đại biên tập Trương. Tôi cũng không thể ăn bữa cơm này với cô được rồi. Phương Phương à. Tôi không nghe điện thoại của bạn được. Mời bạn vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bip. Hôm nay cô không lái xe sao? Xe tôi đem đi sửa rồi. Nè, yeah, lên xe đi, tôi chở cô về cho. Nè, hôm nay không ăn được bữa ngon. Đống này để tôi trả cho, coi như mời rồi đó nha. Nè, vậy sao được chứ? Bây giờ không phải là rẻ hơn chút thôi đâu, mà rẻ hơn rất nhiều đó. Cũng không sao đâu, tôi ăn gì cũng được hết, quan trọng là ăn thấy vui vẻ thôi. Cảm ơn cô nha. Cảm ơn bà chủ nha. Có phải chúng ta thiếu một người rồi không? Cô nói Frank hả? Không biết là anh ta về tới chưa nữa, tôi gọi cho anh ta nha. Alo, Mike, alo. Thành toán tôi. Ba người mấy cô hẹn trước sau trùng hợp quá vậy? Anh trễ nhất, anh trả tiền. Yeah. Chưa đủ sao, đi. Sao tôi phải trả tiền chứ? Lấy cái này nè. Cái này nữa. Cái này nữa nè. Đây đây, cái này nè. Nói sao thì nói, chúng ta thật sự chưa bao giờ thử như vậy hết. Có thể nói chuyện riêng với cô như vậy. Phải rồi, bên Moscow các cô làm tới đâu rồi? Có vấn đề gì cứ việc nói với tôi. Cảm ơn trước, nhưng tự tôi có thể làm tốt được mà. À, xem chút nữa thì quên.
Kỹ Dân Dân không bao giờ thích cầu xin ai hết. Nói thật nha, tôi thật sự rất trông ngóng sự tái xuất chính thức của Mosca. Có phải anh cảm thấy rất lạ là tại sao tôi không chịu ăn phận thủ thừa làm ở AM, cứ muốn làm quyển sách mới, cứ muốn tự chuốc muộn phiền phải không? Well, có rất nhiều người cũng không thích ngồi yên một chỗ. Tôi cũng là người như vậy, hơn nữa yêu thích quyền lực. Đâu có vấn đề gì chứ. Không ngờ trong công ty người hiểu tôi nhất lại là tổng biên Diệp. Tôi sẽ cố gắng làm tốt Mosca, không để thua Mosca đâu. Có sao hay không? Cô đừng sợ, tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng mà, đừng báo cảnh sát. Tôi biết người đàn ông đó. Cô biết hắn sao? Là Ben, người chồng đã mất tích của tôi.